À, vậy thì ngày hôm nay Hữu Duy sẽ hướng dẫn quý vị cách đấu nối một bộ đầu màn hoàn chỉnh để làm sao chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được quý vị nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Relax. Thì như quý vị cũng đã biết, với một bộ đầu màn thì đây là một thiết bị để giúp chúng ta có được chất lượng nhạc cao hơn để khi hát karaoke và nghe nhạc. Thì một bộ đầu màn khi chúng ta mua về nó sẽ như thế này, đúng không ạ? Một bao gồm một đầu này, một màn cũng như là một chân. Và để đấu nối một bộ đầu màn hoàn chỉnh thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Vậy thì ngày hôm nay Hữu Duy sẽ hướng dẫn quý vị cách đấu nối một bộ đầu màn hoàn chỉnh để làm sao chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được, quý vị nhé. Và ở đây Hữu Duy đang sử dụng một bộ đầu màn của thương hiệu Việt Ca với một chiếc đầu, đấy ạ, một chiếc đầu Việt Ca 4K Plus với dung lượng ổ cứng là 4TB cùng với một màn hình cảm ứng 22 inch của thương hiệu Việt Ca và một chiếc chân đi kèm cùng với bộ đầu màn này. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bên trong của chiếc đầu này cũng như chiếc màn và cả bộ chân loa sẽ có những gì cũng như là cách để đấu nối và setup, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, và sau khi unbox ra thì chúng ta sẽ có một chiếc đầu đấy, một đầu và bên trong có ổ cứng chứa dung lượng là 4TB rồi. Chứa giả sử 4TB thì nó sẽ bao gồm khoảng tầm 40.000 bài hát, quý vị nhé, 40.000 bài hát chất lượng cao. Chúng ta sẽ có một adapter, một adapter nguồn cùng với một đầu dẫn nguồn này, một đầu ổ điện nguồn. Chúng ta sẽ có thêm một dây AV, một dây AV 3 đường, quý vị nhé, 3 đường bao gồm đường hình và cả đường tiếng nữa. Rồi và một cái đầu đấy ạ, một đầu như là jack 3.5 đấy. Đầu này để giúp quý vị có thể khởi động nhanh chiếc đầu của chúng ta, chỉ việc cắm điện vào nó tự lên nguồn khi cắm thiết bị này vào, quý vị nhé. Còn bình thường thì chúng ta phải ấn vào nút power, đúng không ạ? Bình thường chúng ta sẽ phải ấn nút power, nhưng với thiết bị này chúng ta cắm vào thì với chiếc đầu này khi có nguồn điện nó sẽ auto tự kích hoạt điện lên. Rồi. Và giờ thì Hữu Duy sẽ tiến hành unbox vỏ của hộp của chiếc màn ra nhé, để xem trong một bộ màn 22 inch nó sẽ bao gồm những thiết bị gì. Dạ vâng. Và sau khi unbox hộp của chiếc màn ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một chiếc màn 22 inch cảm ứng điện dung của thương hiệu Việt Ca, quý vị nhé. Rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một hộp phụ kiện nữa. Phía bên trong sẽ bao gồm đầu tiên là dây mạng này. Một dây key này, một dây key để giúp chúng ta có thể cảm ứng được ngay ở trên chiếc màn này này. Một dây nguồn và có một adapter nguồn chuyển đổi, quý vị nhé. Đây. Và có thêm một dây VGA để chúng ta kết nối tín hiệu hình ảnh từ đầu xuống màn, quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kết nối màn với chân màn, quý vị nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng 3 đầu dây để có thể luồn dây tín hiệu từ chân màn từ đáy lên trên đệm, có một cái hốc ở trong, quý vị nhé. Ở trong là rỗng để chúng ta luồn dây lên, luồn dây tín hiệu lên để giúp chúng ta giấu dây đi để cho đẹp hơn. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng 3 dây, một dây mạng này, một dây VGA và một đầu dây nguồn. Chúng ta sẽ buộc lại, đấy ạ. Chúng ta sẽ dùng dây để buộc lại, chập 3 dây này lại buộc lại để có thể luồn từ dưới lên trên. Thì sẽ giấu 3 dây này đi. Đây, thì đầu tiên ở đây chân màn thì chúng ta sẽ phải tháo ốc ra trước, quý vị nhé. Chúng ta sẽ phải tháo ốc của chân ra.
Đó, tháo quả chân ra trước để có thể bỏ cái tấm nắp này ra. Bỏ nắp ra thì chúng ta sẽ luồn dễ dàng hơn cũng như là sẽ đẹp hơn. Và sau khi tháo ốc ở bốn bên ra thì chúng ta sẽ cậy lên quý vị nhé, rất là dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ bỏ nắp ra này. Và sau khi bỏ nắp ra thì nó sẽ hiện ra bốn con ốc đây ạ, bốn con ốc ở đây thì chúng ta sẽ vặn ra để lấy cái tấm này ra. Và chúng ta sẽ tháo nắp này ra quý vị nhé. Rồi, và những cái đầu dây này thì chúng ta sẽ luồn qua đây. Đầu tiên là sẽ luồn qua đầu đây. Và sau đó chúng ta sẽ nâng chiếc chân lên để có thể kết nối ba đầu dây vào bên trong cái khu vực kết nối của chiếc màn quý vị nhé. Đó, và trong khu vực kết nối của chiếc màn thì chúng ta sẽ cắm các đầu dây vào. Dạ vâng, và sau khi đã kết nối màn với chân màn rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về thiết kế của chiếc đầu Vietka 4T quý vị nhé. Vietka 4T 4K Plus thì mặt phía trước quý vị có thể thấy rất là đẹp, có những cái rãnh đó, thiết kế rất đặc trưng. Và khi cắm điện vào có nguồn lên thì ba thanh ở giữa này sẽ hiện lên màu xanh sáng quý vị nhé, rất là đẹp. Nút on off này, logo của Vietka này, đó. Cùng với mặt đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cổng kết nối. Thứ nhất là wifi anten để giúp bắt wifi tốt hơn này. Cũng như là có những cái đường in này, record in và audio out. Những cái đường khác như là optical, cổng đồng trục coaxial với cả đường ra hình. Cổng USB 3.0 này. Đây là nơi để chúng ta cắm dây key này, cũng như là cổng mạng LAN, HDMI, USB, cổng VGA. Đó, có hai cổng USB quý vị nhé, một cổng ear-in và một cổng DC 12V cắm nguồn. Đó là những cổng kết nối của chiếc đầu Vietka 4T Plus. Rồi, và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối thôi quý vị nhé, kết nối cắm vào thôi. Thì như vừa nãy thì quý vị có thể thấy là chúng ta cắm ba đầu dây phải không ạ? Chúng ta luồn ba đầu dây từ phía dưới lên thì một đầu cũng là một đầu adapter rồi. Một đầu adapter thì chúng ta chỉ việc cắm nguồn điện vào là chạy thôi. Còn hai đầu dây kết nối khác là một đầu VGA và một đầu dây mạng LAN. Đối với đầu VGA thì chúng ta sẽ cắm vào cổng VGA của chiếc đầu thôi. Đó, cũng rất là đơn giản. Cứ hợp là chúng ta cắm thôi. VGA. Còn đầu dây mạng LAN thì chúng ta sẽ kết nối vào dây key quý vị nhé. Đây, đây là dây key. Đó, đây là dây key, một đầu cổng mạng LAN chúng ta cắm kết nối vào, và đầu còn lại là đầu USB thì chúng ta sẽ cắm vào cổng torch đây, chúng ta cắm vào đây rồi. Và sau đó thì chúng ta muốn lấy tín hiệu out ra, out ra đâu thì chúng ta có thể lấy tín hiệu out ra từ cổng AV hoặc là từ cổng optical quý vị nhé, cổng quang để out tín hiệu ra bộ dàn karaoke của chúng ta chẳng hạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành kết nối giữa một chiếc đầu Vietka 4K Plus và một chiếc màn quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử các chức năng ở trên chiếc đầu màn, cũng như là thử bắt wifi này, hoặc là thử các chức năng có sẵn ở trong chiếc đầu màn này nó sẽ như thế nào. Và cũng như là chút nữa chúng ta hãy cùng nhau thử hát karaoke bằng bộ đầu màn Vietka 4K Plus với dung lượng ổ cứng 4TB này quý vị nhé. Dạ vâng quý vị, và đây là giao diện khi mà chúng ta khởi động đầu màn lên thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Thì chúng ta nếu muốn chọn bài ấy, thì chúng ta sẽ ấn vào chọn bài đây, và sẽ có rất là nhiều những bài hát ở đây. Và nếu mà một quý vị mà muốn chọn những cái bài hát nào đó thì chúng ta chỉ cần nhớ những chữ cái đầu thôi. Giả sử như là cơn mưa băng giá thì chúng ta sẽ ấn những chữ cái đầu CMBG, CMBG cơn mưa băng giá, đó thì sẽ hiện ra
một loạt những bài hát có bắt đầu bằng chữ cái CMBG, chiều mưa biên giới này, cơn mưa băng giá này, đúng không ạ? Dạ vâng. Và đó là chúng ta chọn theo bài hát, còn chọn theo ca sĩ thì sao? Giả sử chúng ta rất là yêu thích ca sĩ này nhưng mà có bài hát mà chúng ta không thể nhớ được tên là gì thì chúng ta sẽ chọn vào ca sĩ, và giả sử chúng ta sẽ chọn ca sĩ Khánh Phương đi, KP. Chúng ta sẽ chọn tên đầu bài hát, tên đầu của ca sĩ đấy, Khánh Phương, thì nó hiện ra tất cả các bài hát của ca sĩ Khánh Phương và chúng ta lựa chọn thôi. Đó, rất là hay. Và còn một số những chức năng nữa như là chúng ta sẽ hát ở trên YouTube này, nghe nhạc trên SoundCloud và nghe nhạc ở trên Mixcloud. Những bài hát mới này, những bảng xếp hạng bài hát, bài nào đang hot thì nó sẽ hầu như có hết ở đây quý vị nhé. Bộ sưu tập này, thể loại chúng ta hay nghe này, danh mục bài hát này, đó, thiết lập ở bên trong này. Và chúng ta có cả YouTube Pro này. YouTube Pro là gì? Là chúng ta có một cái giao diện như YouTube trên máy tính luôn quý vị nhé. Như giao diện YouTube trên máy tính luôn. Và đặc biệt là ở đây có cái vòng quay ăn nhậu này, Hữu Duy thấy rất là hay. Là giả sử khi chúng ta đang tiệc tùng với bạn bè mà chúng ta có một cái vòng quay này thì nó rất là công minh phải không quý vị? Chúng ta sẽ ấn vào đây, quay nào. Đó, để xem là khi quay xong thì cái vòng quay này nó sẽ dừng lại ở đâu và chúng ta sẽ làm theo. Nam uống, tất cả nam trên bàn uống phải không ạ? Dạ vâng, đây là một vòng quay Hữu Duy đánh giá rất là vui. Rồi, thì thoát ra rất đơn giản thôi, nó có một cái nút chấm như là nút home của iPhone ấy, thì chúng ta ấn quay lại thôi. Đó, và chúng ta vào thiết lập để có thể thiết lập được những cài đặt ở bên trong. Và mật khẩu để vào bên trong thiết lập là 6 số 8 quý vị nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, xác nhận vào. Nó sẽ vào bên trong thiết lập phía bên trong setting của chiếc đầu. Nó sẽ có rất là nhiều những thứ như là tên thiết bị này, chuyển đổi bài hát trực tuyến này. Âm lượng mặc định khi khởi động là 15 này, âm lượng màn hình chờ là 15 này. Đó. Các thiết bị ngoại vi, độ phân giải. Và chúng ta hãy quan tâm đến phần nối mạng đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có dây, chúng ta cắm vào đằng sau của chiếc đầu luôn thì nó sẽ hiện lên ở đây là có dây. Còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn mạng Wi-Fi để chúng ta sử dụng. Sau khi chúng ta có mạng rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được nhạc online. Chúng ta hãy có thể vào YouTube. Chúng ta có thể vào YouTube để lựa chọn những bản nhạc mới nhất và tìm kiếm ở khu vực này. Nó rất là đơn giản thôi quý vị nhé. Chúng ta sẽ còn một phần nữa, đó là phần mềm Việt Ca quý vị nhé, để chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển ứng dụng ngay, điều khiển chiếc đầu này ngay trực tiếp trên điện thoại của mình, hoặc là iPad của mình. Với phần mềm Việt Ca này chúng ta rất là dễ dàng tải ở trên Google Play hoặc là App Store. Đây ạ, quý vị có thể thấy được giao diện. Chúng ta sẽ mở. Nếu mà điện thoại của chúng ta mà đã kết nối cùng mạng Wi-Fi với chiếc đầu màn rồi thì nó sẽ tự động đồng bộ với nhau quý vị nhé. Rất là dễ dàng và đơn giản. Và ở đây thì Hữu Duy sẽ giả sử chọn một bài hát bất kỳ nào đó. Đó, thêm bài hát thành công. Rất là nhạy phải không ạ? Chọn bài hát một cái thì nó sẽ hiện lên bài hát để chúng ta hoàn toàn có thể hát luôn. Và chức năng cũng rất là đơn giản. Đây ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn nhạc ở trên YouTube, Mixcloud hoặc là SoundCloud. Bài hát ở đây, và chúng ta giả sử chọn thêm một số bài hát nữa đi. Đó, nó sẽ hiện lên danh sách các bài hát mà chúng ta đã chọn. Sóng gió, tình yêu bắt đầu, sai lầm của anh, phải không ạ? Rồi, và ở đây chúng ta sẽ có điều khiển nhé. Chúng ta sẽ có điều khiển để hoàn toàn chúng ta có thể điều khiển trực tiếp ở ngay trên điện thoại này luôn. Chúng ta điều khiển là play hay là pause. Đó, pause lại. Đó, rất đơn giản phải không ạ? Và play tiếp này. Chuyển đổi các chế độ, nghe nhạc và hát karaoke. Đó, rất đơn giản. Đây là chế độ nghe nhạc này. Còn chúng ta sẽ chuyển đổi sang một chút là chế độ hát karaoke. Đó. Bài tiếp theo này. Đó, rất đơn giản và nhạy phải không quý vị? Đó, vâng. Và đó là chức năng cơ bản của một combo đầu màn Việt Ca quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm hát thực tế karaoke ở trên một bộ dàn karaoke mà sau đây Hữu Duy sẽ set up cùng với một combo đầu màn Việt Ca 4K Plus 4TB quý vị nhé. Dạ vâng quý vị, và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ tiến hành test combo đầu màn Việt Ca cùng với một bộ dàn karaoke. Ở đây Hữu Duy đang sử dụng một đôi loa RCF C3110126 kết hợp cùng với một chiếc cục đẩy Crown T10 này, một chiếc cục đẩy Crown T7, một chiếc vang số JBL KX180 và một bộ micro VM300 đến từ thương hiệu JBL, và cuối cùng là một chiếc súp hơi
RCF8015LP quý vị nhé. Cục đẩy T10 Hữu Duy sẽ đánh sút, còn T7 Hữu Duy sẽ đánh đôi loa full bass 25. Và chắc chắn rồi sẽ là một combo đầu màn Việt Ca 4K Plus 4TB Việt Ca quý vị nhé. Và bây giờ Hữu Duy sẽ tiến hành thao tác chọn bài hát. Đây ạ, chọn bài hát rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chọn vào phần chọn bài này và sau đó là sẽ tìm tên bài hát. Và ở đây giả sử Hữu Duy đang muốn hát bài Cơn Mưa Băng Giá thì chúng ta sẽ chọn ở đây C đây là C M B G. Đó, rất đơn giản và sẽ hiện ra rất nhiều Cơn Mưa Băng Giá ở đây và sau đó chúng ta chỉ việc chọn bài hát mà chúng ta muốn hát thôi. Đó, rất đơn giản. Và giờ thì Hữu Duy sẽ cho nhạc lên và cho effect lên. Nhìn từng hạt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vương vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mai, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Dạ vâng quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ thao tác để chọn thêm một bài nữa, đó là bài Tình Đơn Phương. Tình Đơn Phương phiên bản acoustic thì chúng ta chọn rất đơn giản thôi. Ấn vào chọn bài và sau đó ấn Tình Đơn Phương là TDP đúng không ạ? Đây. Và sau đó chúng ta ấn Next qua bài. Thì chúng ta sẽ đến với bài hát Tình Đơn Phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không có xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà dặn lòng đừng nói xa, nghe con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi em mà cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói xa, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Quý vị đang được nghe bài hát Tình Đơn Phương trên bộ sàn RCF kết hợp cùng với combo đồng màn Việt Ca 4K Plus quý vị nhé. Nhiều lần ngập ngừng muốn nói, tiếng yêu đương sao chưa thành công. Sợ rằng đường về không có xa, để bên em anh đưa lối. Nhiều lần trộm nhìn
em thật lâu. Nét thơ ngây chưa vương sầu lệ. Nàng đẹp tường ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hãy biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói xa nghe, con tim trinh nguyên vương tình sâu chán ngán. Giờ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương tha rằng mình đừng nói xa để mai đây bên em ta chung về lối. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chất âm của thứ nhất là bộ dàn RCF, và thứ hai đó chính là combo chất lượng âm nhạc của combo đầu màn Việt Ca 4K Plus. Và hiện tại bộ đầu màn Việt Ca 4K Plus kết hợp cùng với một đầu và một màn đi kèm với chân màn hiện tại đang có giá tốt nhất tại Bảo Châu Elec là 17.640.000 đồng. Và nếu quý vị yêu thích bộ dàn ngày hôm nay cũng như là yêu thích chất âm của combo đầu màn Việt Ca thì quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phần dưới comment. Và Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Và quý vị đừng quên là chúng ta còn có một số những cách thức mua hàng sau đây. Đầu tiên, quý vị có thể đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu để tham quan mua sắm và chốt cho mình những sản phẩm mình mong muốn. Cách thứ hai là quý vị có thể truy cập vào website bảochauelec.com để tìm cho mình những sản phẩm mình yêu thích và đặt hàng trực tiếp ngay trên website. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi đến hotline của Bảo Châu là 1900 0255 hoặc gọi đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn mỗi miễn phí mọi băn khoăn của mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec và đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Và còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!